Sáng ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ 4 người trong nhóm khách hát karaoke liên quan đến vụ đâm người trọng thương. Nhóm này bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 2 giờ sáng 9 tháng 8, tại quán karaoke Vạn Phát, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nhóm của Hồ Minh Sơn 33 tuổi, chủ quán đang ngồi nhậu thì nhóm của Trà Văn Tình 31 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt đến thuê phòng hát. Vào phòng được 5 phút, nhân viên phục vụ Đặng Yến Nhi 28 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh trở ra nói với chủ quán về việc bị khách đánh. Thái Văn Dũng 34 tuổi từ trong phòng karaoke bước ra nói chuyện với Sơn thì dẫn đến ẩu đả. Tình rút dao rượt đuổi nhóm người của chủ quán rồi định lấy xe ra về. Nhóm chủ quán gồm Nguyễn Tấn Kiệt, Nguyễn Văn Anh Kiệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Tấn Duy lao tới đánh nhóm của Trà Văn Tình. Tình rút dao đâm Tấn Kiệt, Anh Kiệt, Huỳnh Đức, Tấn Duy trọng thương. Sau khi gây án, nhóm Tình bỏ trốn. Riêng 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Công an quận Thốt Nốt đã tạm giữ 2 người nhóm của Tình có tham gia đánh nhau. Nhưng Trà Văn Tình và 3 đồng phạm vẫn bỏ trốn. Đến rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp bắt giữ Trà Văn Tình, Thái Văn Dũng, Nguyễn Thị Ngọc 30 tuổi, Lê Nguyễn Ngọc Nhi 19 tuổi.